nước nó chảy nhỉ. Vâng, hôm nay mưa to có nhiều nước, hy vọng là trưa nắng to anh em ta sẽ kiếm được cái gì đấy. À đủ. Chắc không. Vâng, nó sợ nước mà anh. À, nó được đẹp cơ. Đây có con mọt. Có một con mọt. Hello anh em. À, hôm nay mình đi Cúc Phương. Mình đang có mặt ở Cúc Phương. Mình hơi đen là đi vào ngày mưa các bạn. Nhưng mà đợt này ở trong này thì ít khách du lịch. Nên là mình hy vọng là kiếm được nhiều mẫu. Một con sâu. Quần chiếu, rất nhiều quần chiếu. Màu khá đẹp nha. Đấy, có nắng rồi đấy các bạn ạ. Có nắng rồi, hy vọng là nắng sẽ xuyên vào rừng. Ôi trời ơi, vắt. Ơi, vắt này các bạn ạ. Oh my god. Mình sợ con này kinh khủng luôn. Ơi. Kinh 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 kinh. Đấy, ê, ván này các bạn này. Ấy ấy. Ấy ván. Nổi ra gà. Vâng, con cong cong như con sâu đo ấy, kinh vãi. Ô, anh thấy con bọ xít đẹp này. Đâu? Đấy. Đang uống nước đấy, không sợ. Xít này nó đẹp. Màu đỏ đỏ nó đẹp rồi. Em nhìn thì con đấy. Kinh vãi. Dùng người như là vừa mới đái xong ấy. Yêu. Ở trong đây có cái gì không anh? Sâu không? Sâu. Thế đi. Sợ nhé. Ua. Trước anh em mình chưa mò vào đây đúng không? Lần trước anh em mình không đi vào đây. Tranh thủ lúc chưa nắng mà xem nó là cái gì. Em vẫn dùng người cái con vắt này luôn đấy. Sợ. Má. Cúc Phương là đặc sản muỗi vắt. Ôi mình sợ, sợ con vắt vãi cả đái ra, bây giờ mình vẫn còn sợ. Đang làm gì đấy? Hai bạn này đang hôn nhau à? Quên không mang máy ảnh vào quay.
Mấy con này nó cứ làm gì nhau ấy anh Tình ạ? Vâng. Như kiểu nó làm sạch nước trên trên người cho nhau ấy. Wow, một con ốc sên trắng vãi trưởng trắng luôn. Chưa giờ nhìn thấy con ốc sên trắng như này đấy. Cạnh đấy hai cái con kiến này nó vẫn cứ làm gì cho nhau ấy. Mấy con quay nét kìa. Đồng chí Thần Văn Lằn. Bọ xít rừng. Ấy rồi. To đại bố luôn. Chưa giờ thấy con bạc sành nào to như vậy. Wow. Đi không á? Cái râu của nó. Con nhện ăn con bọ que. Kinh. Que à? Đặc sản rừng Cúc Phương là bọ que khổng lồ. Đấy khổng lồ. Một con nhện sói. Con nhện sói khá to. Nhện sói. Trông cứ như nhện nhảy ấy nhỉ? Có con gì này? Này. Trông con này giống nhện nhảy vậy. Con này nhện nhảy sao chứ nhện sói đâu? Ô, con hai lớp này anh ơi, hai lớp đực. Wow, hai lớp đực, bắt nó đi anh. Đây, đây, đây. Đấy, đấy, đấy. Ồ, hóa ra con hai lớp đực. Nó to lắm, hình như không hai lớp được anh. Con này lạ. Lạ. Không phải hai lớp, không thấy mi. Không thấy mi nhưng màu cũng được đúng không? Vâng. Mà cái... Con trùng trong rừng này là to, con ạ, to. Kiến ở trong rừng cũng to khổng lồ luôn. Thì về cho con gì ăn nó đứng im đấy nhá nhỉ. Ừ. Nhỉ. Lại lại vào cái đường cũ hay là đi về đường trong rừng? Dọc đường kia đã. Bây giờ mình mới ra ngoài đã. Đúng không? Đợi cho nó khô. Khô đi. Đặc sản bướm rừng Cúc Phương.
đồng chí này không bè. Thì cái đồng chí này không bè câu. Đang làm gì đấy? Mải uống quá không cần bay à? Đấy, cá đại tinh đang chơi bướm ở cúc phương. Thế cũng được. Nếu nắng